Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với trang Chiến Bùi Vintiroad. Hôm trước thì mình có lên 6 cây Dupont một lỗ, trong đó có 3 chiếc lỗ lùn và 3 chiếc lỗ cao thì đều đã giao lưu cùng với anh em. Thì hôm nay mình sẽ lên với anh em dòng Gatsby, trong đó có 4 chiếc là dòng Gatsby 2 lỗ và có 1 chiếc là 1 chiếc 1 lỗ dòng Sobenly, một trong những phiên bản chốt hạ cuối cùng của dòng 1 lỗ. Đầu tiên đó là mã số 1, giá là 7 triệu. Đó là một chiếc Dupont men cánh gián, anh em còn hay gọi là men lông lươn. Nó còn rất là đẹp, nó bằng sơn mài anh em nhé. Nhưng tại sao gọi là Gatsby? Gatsby nó thấp hơn con Highline nó cao hơn so với lại những con trước này, mình sẽ làm lửa sau. So với lại những con Gatsby như thế này, những cái phần vàng của nó thì là lắc cây vàng 20 micron, chuyện nét rất là rõ ràng. Và anh em nếu mà đã chơi lên tầm 2 lỗ thì cũng nên để ý, bởi vì thực ra là sản phẩm về 2 lỗ fake cũng rất là nhiều, thì giá trị nó cao hơn so với lại những chiếc 1 lỗ. Những chiếc 1 lỗ thì giá trị nó thấp, cho nên là thường người ta sẽ ít làm hơn, không làm, gần như không làm. Bởi vì từ lúc chơi Dupont giờ chưa gặp một con fake 1 lỗ nào, nhưng mà 2 lỗ thì cực kỳ là nhiều. Chiếc này giá giao lưu của mình là mã số 1, giá là 7 triệu. Những cái chuyện khác còn rất là đẹp. Trên đây là đôi cánh của Dupont này. Đây là chuyện chữ to, giống mộc to. Nó là trong một trong những sản phẩm nó đời đầu của dòng Dupont ở những thập kỷ cuối thập kỷ 70. Tiếp đó là mã số 2, một chiếc vân sóng. Chiếc này là lucky vàng trắng anh em nhé. Anh em có nhìn thấy chữ lucky này đó. Lucky vàng trắng không phải là bạc. Có nhiều chiếc là nó sẽ bọc bạc dạng vân sóng. Chiếc này mã số 2, giá là 6,5 triệu. Những cái gương của nó rất là sáng. Các sản phẩm về Dupont thì anh em biết rồi, nó làm toàn bộ bằng thủ công. Tất cả các cái phần này, ví dụ như cái phần nắp này chẳng hạn, thì người ta sẽ đục cắt một cái khối thép nguyên khối ra, sau đó là người ta sẽ đục thủ công những cái phần ở bên trong như này, chứ không phải là dán ghép với nhau. Cho nên là nó là một thể thống nhất, nó rất là liền lạc. Sau đó người ta sẽ lắp một cái gương sáng ở phía trong này. Phía trong này là nó một cái mảnh rời gương sáng, anh em có nhìn cái vít ở dưới này đó, nó là một cái gương sáng này, khi mình bật lên cái ánh lửa nó phản chiếu ra, hoặc là mình nhìn vào trong nó thẩm mỹ hơn. Sản phẩm về Dupont thì anh em biết rồi, Dupont là một xuất phát là một người nhiếp ảnh gia trong hoàng gia Pháp, và sau một thời gian tiếp xúc với lại giới quý tộc thì chàng trai Dupont đã sản xuất ra các sản phẩm về đồ da, hay là đặc biệt đỉnh cao đó là Dupont. Đây là một chiếc Dupont, nó kết hợp mà của dòng vân sóng Hermes. Anh em có thể nhìn thấy một cái vân sóng Hermes này. Đó, anh em chơi về đồ Hermes thì sẽ rõ nhiều hơn. Một trong những thương hiệu xa xỉ phẩm, cái vân sóng nó rất là đẹp. Chiếc này giá giao lưu của mình là 9 triệu mã số 3. Chiếc này mình còn chưa lau vệ sinh cho nên là nó vẫn còn cái phần bẩn bẩn. Anh em có nhìn thấy cái dấu chuyện 20 micron này, một chiếc đời nó cũng khá là sâu. Những chiếc như này chuyện đôi cánh dấu chuyện mộc to. Còn đây là nút tăng giảm này, tăng giảm ga, đây là nút bơm ga. Nó rất là dễ, giống như các cái con anh em nào chơi Virtu ấy, những cái nút này nó gảy ra rất là dễ. Đấy, xong xoáy này thôi. Đấy, nó rất là đơn giản, tăng giảm thì cũng rất là dễ. Sản phẩm nó dùng ga. Chiếc này giá giao lưu của mình là 9 triệu. Này có lẽ là yếu ga này. Tăng ga này. Chiếc này mình chưa lau cồn qua nên trông nó hơi đen một chút, còn lau cồn lên nó sẽ là sáng choang luôn, rất là đẹp. Tiếp theo là một chiếc Dupont. Đây là một chiếc Dupont Palladium. Anh em này nhìn khá là quen thuộc đấy. Đây là một chiếc Palladium. Còn rất là đẹp. Chiếc này giá giao lưu của mình là 6,5 triệu, mã số 4. Hôm nay lên toàn chiếc mộc to, rất là đẹp. Chiếc này phay xước anh em nhé, nó là phay xước, cho nên là dùng con này nó
nó sẽ dễ hơn là so với lại những con lắc kê và những con sơn mài. Những con sơn mài như này anh em dùng phải giữ hơn, những con như này anh em dùng xuồng giã hơn này, nó dễ đó, nó phải xước nó rất là dễ. Tiếp theo là mã số 5, giá là 7 triệu một chiếc một lỗ. Tại sao một chiếc một lỗ lại đắt như thế? Bởi vì chiếc này là chiếc Sovanley, một trong những phiên bản mà nó chốt hạ năm 2000 về các sản phẩm của Dupont một lỗ lùn. Sau năm 2000 thì những chiếc Dupont một lỗ lùn là không còn sản xuất nữa, và đây là phiên bản cuối cùng và nó có khác biệt so với lại những chiếc Dupont còn lại. Về cái hình thức anh em nhìn thấy cái độ cao thì nó tương đối giống nhau, tuy nhiên về cái hình thức thì nó khá là khác nhau so với những chiếc Dupont một lỗ lùn. Cho nên là cái phiên bản này nó gần được như là cái phiên bản limited, phiên bản ở lượt hàng lô hàng cuối, nó rất là hiếm. Giá giao lưu của chiếc này là 7 triệu, mã số 5. Cái phần này phần sơn mài anh em nhé, còn các phần này là phần lắc kê vàng, vàng ngày xưa thì rất là đẹp luôn. Lắc kê để chim mây đây đó. Và mình có riêng một bài về các sản phẩm về Dupont, về lịch sử của Dupont, nó rất là hay. Và một trong những cái thương hiệu và hàng đầu của thế giới về bật lửa đó là Dupont. Có cả Karan Danche thì mình nhận xét là về cái hoàn thiện bên ngoài của họ cũng khá là đẹp, cơ chế lửa khá là ok. Tuy nhiên có một điểm nó hơi khác so với những chiếc Dupont như thế này là những cái phần tay quay của chiếc Karan Danche nó không được chắc chắn như những chiếc Dupont, bởi vì những cái sản phẩm của Dupont nó đều làm bằng thủ công và nó hoàn thiện khá là cao. Và nó làm bằng thủ công cho nên là tất cả các sản phẩm của nó đều là không giống nhau anh em nhé. Ví dụ như cái con sơn mài, nó sơn mài thủ công này, các lớp sơn mài cái màu nó không giống nhau đâu, nó chỉ được 80-90% là giống nhau. Cơ bản là nó nhìn loáng thoáng thì nó màu như nhau, nhưng nhìn kỹ là màu nó không giống nhau. Đặc biệt là những con vân như thế này, những con mà nó có vân hoa văn như thế này, nó khác, hoàn toàn khác biệt nhau. Ngay cả tiếng kêu vậy, tiếng kêu ví dụ như con Palladium ngày xưa ấy, mình cũng bán rất là nhiều, anh em nếu mà xem ngày xưa mình bán rất là nhiều Palladium, thì những con Palladium tiếng kêu nó rất đanh, nhưng tiếng con này không kêu đó. Nó theo cái lô sản xuất chứ không phải là cứ Palladium là kêu đó. Con này ngày xưa mình cũng có bán một con, nó khá là kêu, con này thì kêu kém hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì trong ví dụ như Dupont một lỗ thì nó không hề kêu một tí nào cả. Dupont hai lỗ thì hên xui, có con kêu có con không kêu nhiều. Nhưng mà nếu mà Dupont tàu thì là 100 con thì là như 100 con kêu choang choang choang, cái tiếng nó khác so với tiếng những tiếng âm như này. Bây giờ có thể là phiên bản sau thì mình sẽ lên những con limited, những con trong tầm giá mấy chục triệu thì anh em sẽ cảm nhận. Đây ví dụ những con như này, đây ví dụ những con này nó còn nguyên siêu, anh em biết là hôm sau thì mình có thể giới thiệu cho anh em những cái bản như thế này. Mặc dù nó là sơn mài, nếu mà anh em thấy là những cái bản sơn mài chẳng hạn, nó rất là ít khi là có con kêu đúng không? Thì con này nó lại kêu này. Đó. Nếu là sơn mài thì là rất ít khi kêu. Đó. Nhưng con này nó lại kêu. Đó, bản này thì tất nhiên là đắt rồi, bản này nó là bản limited, nó chỉ có 300 con thôi. Mình có một đôi bạc nữa, có thể hôm sau mình sẽ lên một loạt những sản phẩm luxury. Những chiếc Dupont nó 39 đến 50 triệu. Có chiếc thì 16 17 triệu. Những cái sản phẩm như thế nó cũng rất là khó giao dịch. Thường anh em mua về để trưng tủ, nhưng chiếc này thì mình mua về mình trưng tủ, còn có thì anh em giao lưu, còn cũng không phải là mặt hàng dễ bán. Vì thực ra khi mà mình mua về mình đã biết là những cái sản phẩm này nó là, ngay cả trên thị trường mình là vừa là người chơi vừa là người bán, cái việc đấy mình hiểu rất là rõ. Xin cảm ơn anh em, rất mong anh em ủng hộ và giao lưu nhiệt tình trong thời gian tới. Xin cảm ơn.